cái gì ở trái avocado nó chín quá, với làm smoothie, làm sinh tố. Cái này á, nhìn cái trái nó nhỏ nhỏ mà không biết cái loại của nó là cái loại nhỏ xíu vậy hay là sao ta? Không, có lớn có nhỏ. Vậy hả? Ừ, nhưng mà nó bán nhỏ trước tại vì nó thấp á, cái lớn á thì nó bán mắc hơn. Ừ. Tại vì cái lớn này từ cái nào nó cũng ưu tiên. Em dẫn kim xa. Mày muốn ông có cái menu nào ngon ngon đi, mới quay ông từ đời tới cưới luôn. Quay từ đầu tới cuối món ăn này là của Mr. Thi. Đây là cái chỗ mình bắt đầu mình cắt mấy cái trái bơ ra, rồi mình lấy thịt của nó mình bỏ vô cái máy hoạt sinh tố. Máy hoạt sinh tố nhỏ xíu hôm đó bữa hổng rớt bể rồi. Giờ phải lấy cái máy này bự quá. Máy bự thì nó dính nhiều rồi nó mất công. Máy nhỏ thì được hơn để mình đi kiếm mua cái khác. Mà lúc này đã shop đóng cửa hết rồi, không có đi mua được. Chứ nếu không cái mình chạy ra shop là mua có liền luôn à. Mua đồ online á, thấy nó làm sao á, không tin tưởng được. Không tin tưởng được. Nhiều khi nhìn cái món đồ nó chụp như vậy, nó gửi về khác không tốt bằng, hay là nó lâu thật là lâu rồi nó chưa gửi tới nhà nữa. Nó cũng không thích. Không làm gì được, bực mình muốn chết luôn nè. Bực mình được khâu sơ hả? Thật sự á, bây giờ nó cho phép làm cũng không có ai làm nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì bây giờ ai cũng sợ bệnh hết trơn, người ta không có đi, không có sức sống để đi làm. Tôi quý trên mạng đó, người ta ở lúc này nè. Ừ. Không có ai muốn đi làm đó. Mấy người thất nghiệp ở nhà, kiếm ăn thất nghiệp sướng, chết luôn chính phủ tài trợ mà. Ừ. Mà mấy người không đi làm đâu có tiền xài đâu. Ừ. Cái vậy còn lo cho mấy công nhân của mình đó. Ừ. Ít ít được rồi. Chế biến ra mấy món khác ăn, giống như là cái này tắt ra ăn với sandwich chắc ngon lắm á. Tôi làm rồi đã đi mua cho nhiều rồi, nói như vậy á thiệt tình á. Thấy nó bỏ nguyên bọc ra rồi nó tính 2.5 ký lụm nguyên bọc luôn. Ông am rẻ gì phải rồi. Ông làm gì ông gom cho mày mấy bịch liên tiếp luôn. Bây giờ đó là mà cái tiếng Việt cái trái sần sùi này người ta kêu bằng cái gì nè? Bơ gì? Bơ sần. Bơ sần. Bơ sần. Bơ sần là ông sần á, nó nói á là bơ gia cốc. Thiệt tình. Nói tóm lại là ở đây mình kêu cái là chỉ bơ thôi chứ mình không có biết bơ gì hết á. Mình chỉ nói là cái này là avocado, that's it. Ừ. Ừ. Bỏ vô trong đây là gì vậy? Sữa tươi, nước đá, sữa. Nước đá, sữa tươi với sữa đặc. Ừ, để xuống tự động nó quay hả? Nói nghe ngọng quá. Của cái máy không biết xài như sao. Đây nè, on off ở đây nè. Lục lục. Biết rồi. Tại vì cái này nó đặc á, Unisum liquid phải có cái nước, cái sữa mà đặc quẹo nó không có quay không, được nhưng mà không có làm lỏng quá. Đây đây, have a look để nó coi coi ha, coi 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 cái số bò hổng nó quay dữ lắm luôn á, không phải vậy.
Một ly này là hai trái nhỏ luôn á. Cái màu của nó đẹp, màu green, màu xanh. Thế trong đồ ăn của mình nó có tới mấy màu lận. Thì trong mỗi một màu nó có một cái loại vitamin khác nhau. Cái màu đỏ nè, màu tím nè, màu xanh nè, màu nâu nè. Thì nó có vitamin khác nhau hết. Wow. Cái này á, nó có màu xanh thì cũng giống như broccoli ấy, ha. Broccoli kia cũng màu xanh. Ủa sao nói nãy đổ 5 ly mà đây đây ly nữa nè. Ok, that's ok. San you want avocado. Chắc ai cũng chê cái ly. Cái này nè, không được. Cái ly nghiêng nghiêng này là mua ở trong McDonald's, mắc cười quá à. Mọi lần tưởng nghĩ, ủa cái này nó phải đi với cái gì, chứ không lẽ cái ly nghiêng chiền. Ai về đâu mình đọc kỹ lại là nó nói phải rồi. Tại vì nó design ra vậy đó, design cái ly nghiêng vậy chơi vậy đó. Trời ơi, design kỳ cục quá vậy. Design cái kiểu cái ly nghiêng là thấy không, rồi, không tốt đây. Rồi á. Xong với hộp giọt. Ok, that's it. Mỗi đứa lấy một ly cho con. Ok. Mỗi người lấy một ly đi. Rồi bắt đầu mình sẽ đi coi chất. Để dính.